Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Audio. Hôm nay trợ kênh của nhà em thì có về thêm một cái chiếc âm ly có tên là Mazang SR5005. Trước tiết thì em có về một chiếc và em đã bán luôn sau khi em đăng cái video lên. Thì hôm nay em về thêm được một chiếc nữa thì có mời các bác cùng em sẽ đập hộp và trải nghiệm luôn cái chất lượng của cái chiếc âm ly này. Một trong những mẫu âm ly receiver đa kênh mà có thể mang lại nhiều cái tính năng ưu việt cho các bác, kéo loa rất là khỏe. Thì mức giá của sản phẩm này thì có giá chỉ là 8 triệu thôi nhá. 8 triệu thôi và hàng mới nguyên hộp cho các bác, bảo hành 2 năm cho các bác, bảo hành 2 năm các bác lưu ý nhé, 8 triệu và bảo hành 2 năm cho các bác. Và ngay bây giờ thì em sẽ mở hộp ra để em trải nghiệm luôn cho các bác cái mẫu dàn này. Thì thực sự là ngày hôm nay thì kênh của nhà em có sản xuất rất là nhiều những cái video các sản phẩm mới về, do là đợt vừa rồi nhà em có chuyển cái nhà, thật ra là cái bày biện nó chưa được ổn định. Hôm nay mới đi vào hoạt động thực sự và có giới thiệu đến các bác nhiều cái kênh, nhiều cái sản phẩm chất lượng. Mẫu âm ly này thì là mẫu âm ly có cái công suất khá là khỏe, tới 650W. Đây, khi mà hộp ra các bác sẽ thấy nhá. Có sách hướng dẫn này, có cửa sách hướng dẫn rất dài. Cửa sách hướng dẫn này nó không phải nặng tới khoảng 1kg đến 2kg một cửa sách này các bác nhá. Có tem bảo hành cho các bác, bảo hành 2 năm cho các bác sẽ để trong hộp. Có thêm một chiếc mic setup này, mic setup kèm theo là một chiếc điều khiển zin, chiếc khiển zin đây các bác nhá, chiếc khiển zin đây. Theo đó chúng ta sẽ có thêm một cái hai viên pin này không biết là pin nó lâu rồi thì không biết là còn nhiều điện hay không. Cái này thì các bác về dùng thì các bác kiểm chứng giúp em, nếu không hết pin thì các bác thay pin khác. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có chiếc anten để bắt đài AM và FM và một chiếc dây nguồn đấy. Đây là tại sao nó giá nó như thế này, và đây là hàng lưu kho các bác, hàng lưu kho nên giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều khi các bác mua hàng mới. Đây, đây còn thêm một quyển sách hướng dẫn nữa này, Mazang SR5005. Bây giờ sẽ khui cho các bác xem luôn chiếc âm ly này. Hàng về lần này sẽ là âm ly màu đen các bác nhé, âm ly màu đen. Đây, âm ly màu đen. Và bóc cho các bác xem luôn. Thực sự để mà nói với 8 triệu thì chúng ta sẽ không có nhiều sự lựa chọn nhiều âm ly, nhất là những âm ly kéo khỏe như thế này. Đây là một chiếc âm ly mà có khả năng đánh tới 7 kênh và cho phép chúng ta công suất rất khỏe. Đây, và em sẽ kéo các bác xem luôn này. Các bác có thể quan sát rõ nhá. Thì Mazang nó họ vẫn có một cái thiết kế đồng về màu sắc hình dáng thì khá là giống nhau, đều có hai cái núm suộc đầu vào này và núm vô núm lớn ở phía trước này. Con này thì có một cái màn hình có cái ở bên dưới này có thêm một cái ô nữa để chúng ta có thể sử dụng những đường USB này. Ở đây có đường quang in ở phía trước này, đường video, đường input này, rồi đường tai phone này, một cái màn hình lớn ở đây. Khả năng có khả năng chơi được Dolby True HD này, Dolby Pro Logic này, Dolby Virtual này, DTS HD này và HDMI. Đó. Quên mất sao ấy. Bên trên thì vẫn có một đấy, một cái cổng tản nhiệt lớn. Đây. Đây là cổng phía sau các bác nhá, phía sau đây. Con này thì vẫn dùng điện 230V và công suất lên tới 650W. Rất là khỏe. Và điều đặc biệt là gì, nó sẽ có hai đường optical để nối từ Smart TV xuống, hai đường optical nhá. Và một đường optical out nữa. Đấy, optical out để bác có thể nối sang thiết bị khác. Nó có thêm 4 đường HDMI in và một đường ARC out lên TV. Ở đây có đường AM và FM để các bác có thể nghe đài này. Ngoài ra chúng ta có thể cắm được đầu CD, các cái đường in này, cắm đầu CD này. Các đây có đường pre out, có tới 7 đường pre out, đây âm ly dạng 7.1 các bác nhá, âm ly 7.1. Và công suất thực sự ấn tượng, công suất tiêu thụ điện lên tới 650W. Thì có nghĩa là con này kéo rất khỏe các bác, kéo rất khỏe luôn. Và chỉ có 8 triệu thôi, các bác thì không các bác nên lưu ý là để mà nói là 8 triệu mà với chiếc âm ly khỏe như thế này, vừa có thể kết nối được USB, vừa cắm được đường quang từ Smart TV, vừa có pre, thì thực sự đây là một cái âm ly có em phải nói rằng nó quá rẻ trong tầm tiền các bác. Hơn nữa lại là hàng mới và bảo hành 2 năm cho các bác, thì các bác lưu ý là đây là sản phẩm rất là chất lượng. Thì người ta mới giá bảo hành tới 2 năm như thế. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ có nhiều kết nối đầu vào như các cái ngõ như DVD, ngõ CD, các bác có thể cắm thêm đầu CD vào đây. Các bác có thể cắm thêm đầu giải mã vào đây để các bác có thể chơi nhạc từ trên thiết bị giải mã xuống. Thì đó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các bác.
Ngoài ra các bác có thể xem phim, tuy nhiên là cái xem phim thì nó sẽ không hỗ trợ được 4K mà chỉ hỗ trợ tới 1080 thôi, nó không phải là chất lượng HD, à, chỉ được xét chất lượng HD thôi, không phải là chất lượng 4K. Do đó là gì, xem phim thì nó sẽ cũng vẫn cứ nét nhưng mà không thể được nét xuất sắc như những sản phẩm đời cao cấp kia. Đấy, cái thứ hai là con này nghe nhạc rất là hay, ghép rất là dễ, bởi vì trở kháng của nó luôn luôn là trở kháng biến thiên, trở kháng biến thiên từ 4 đến 16 ohm hay là 46 đến 8 ohm thì nó rất là dễ ghép. Những cái loa mà đây ở dưới các bác nhìn này, các bác nhìn rõ ở dưới này, đây cái trở kháng của nó, đây nó sẽ có thể hỗ trợ từ A, đường A là 6 đến 8 ohm, tương đối là dễ ghép loa và có thể đánh được rất là nhiều loa, đặc biệt là những đôi loa cột thì hầu hết là đánh được hết tất cả các đôi loa cột và đặc biệt những đôi bookshelf nữa. Và cái tổng kết lại một chút cho các bác thì các bác có thể hình dung rằng chiếc Omri này có thể kết nối những kết nối sau. Một là nó có thể chơi được nhạc từ trên Smart TV xuống này qua USB này, và các bác có thể nối thêm đầu CD và có thể đánh được 7 chiếc loa vào một đường sub, tức là dạng Omri 7.1, rồi có những đầu đường vào như đường Blu-ray này, đường sát, đường DVD, đường CD vân vân và vân vân, và có tới hai đường front AB, tức là các bác có thể đánh được hai cặp loa, chọn một trong hai dạng kiểu đánh, một là đường cặp loa front A và cặp loa front B, bên này thì hai cặp loa khác nhau để các bác nối vào. Và đây là những chiếc Omri có công suất rất khỏe và dùng điện là điện 230V, công suất tiêu thụ điện là 650W các bác nhá. Ok, và ngay bây giờ em sẽ ghép cho các bác một cặp loa rất là hay của nhà em, đó là cặp loa Pilon Safi 25 và một cặp loa nữa là cặp loa Canlip F300 để các bác có thể trải nghiệm được âm thanh, hoặc là có những sự có một cặp loa rất là hợp lý các bác trong tầm giá, đó là cặp loa Dali Spectre 6 thì ghép vào cũng rất là hay để các bác có thể trải nghiệm rất nhiều cặp loa cũng như thử cái sức mạnh của nó khi trải nghiệm trên các cặp loa nó sẽ như thế nào các bác nhá. Ok. Dù tình chỉ là mong.